ngắm toàn cảnh New York từ máy bay trực thăng, trải nghiệm sa mạc Dubai trên lưng lạc đà, thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật đường phố có 102. Đây chính là những video VR trải nghiệm của một hãng lữ hành trụ sở tại New Jersey, Mỹ. Sản phẩm này dành cho khách hàng xem thử trước khi quyết định chi tiền mua tour. Tờ Forbes cho biết, các doanh nghiệp tại Mỹ đang đẩy mạnh quảng bá bán tour du lịch theo kiểu này. Video VR có lợi thế lớn về sự tự do trải nghiệm so với video truyền thống. Trong bối cảnh COVID-19, người dùng phải ở nhà rất nhiều, số giờ lướt mạng tăng vọt thì cũng là cơ hội cho các video dạng này tiếp cận nhiều hơn đến người dùng. Qua đó tăng khả năng bán được sản phẩm sau khi mùa dịch qua đi. COVID-19 là cú đánh rất mạnh vào ngành dịch vụ khách sạn. Số phòng trống tăng lên mức kỷ lục. Tuy nhiên, đối với chuỗi khách sạn này thì dịch bệnh lại là cơ hội họ quảng bá hình ảnh online. Khu nghỉ dưỡng ở California, Mỹ tung loạt video VR đẹp mắt thu hút hàng nghìn lượt xem những ngày này. Air France, British Airways là hai hãng không đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong hoạt động giải trí trên chuyến bay. Hành khách tự do trải nghiệm kho nội dung đồ sộ lên tới 250 giờ video, phim ảnh, phim tài liệu 2D, 3D và 360 độ trên máy bay. Khi dịch bệnh qua đi thì giải trí VR có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc cạnh tranh thu hút khách hàng của các hãng bay.